Từ ngày 18 tháng 11, Công ty Cổ phần Xe khách Hà Nội chính thức tổ chức vận hành tuyến City Tour 03 với tên gọi Thăng Long Thắng Cảnh. Đây là tuyến xe buýt không trợ giá, vận chuyển hành khách tham quan, khám phá các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng trong lòng phố cổ và thủ đô Hà Nội. Phương tiện vận chuyển là loại xe buýt nhỏ thoáng nóc với 20 chỗ ngồi, thiết kế hiện đại tiện nghi, được trang bị hệ thống thuyết minh tự động gồm tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc và các dịch vụ khách hàng khác kèm theo. Lộ trình tuyến buýt đi qua các khu phố cổ và đường ven Hồ Tây. Do vậy, khi sử dụng dịch vụ tuyến buýt City Tour, du khách sẽ được trải nghiệm ngắm cảnh một vòng các địa danh nổi tiếng của Thăng Long Hà Nội. Trên xe, hành khách được trang bị tai nghe giới thiệu về lịch sử các địa danh đi qua. Điểm đón khách là tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và nhà hát lớn. Thời gian hoạt động từ 9 giờ đến 18 giờ 30 phút hàng ngày, với tần suất hoạt động 30 phút một lượt.